Ok, ai viên được? Ai viên được? Đấy, nào, bắt đầu nào, bạn gái. Rồi, tiêu chuẩn nào, một chuẩn nào. Ôi, còn ba cái cuối cùng. Ôi, ôi, thế nào? Vì 5 cái mà em chỉ lỗ được có một bóng thì rất là buồn. MCTV xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Xin chúc cho toàn thể quý vị và bạn có một ngày mới tràn đầy niềm vui nhá. Hiện tại bây giờ thì em Sơn đang có mặt tại chợ Nghĩa Đô ạ. Nhưng buổi tối ngày hôm nay thì là một cái buổi tối cực kỳ là đặc biệt, bởi vì là chuẩn bị cho lễ hội cốm Nghĩa Đô. Đó, thì được tổ chức tại chợ văn hóa của trung tâm xã Nghĩa Đô các bạn ạ. Và buổi tối ngày hôm nay thì em Sơn cũng hy vọng rằng là sẽ ghi lại được nhiều những cái khoảnh khắc thật là hay, thật là đẹp ở trong cái buổi chợ đêm chuẩn bị cho cái buổi khai mạc lễ hội cốm Nghĩa Đô các bạn ạ. Đây này, hôm nay ở đây thì có rất là nhiều các fan hâm mộ. Cũng tại vì là Sơn thì cũng ghi hình ở Nghĩa Đô này rất là nhiều rồi. Như quý vị và các bạn cũng đã xem những cái video của Sơn thì cũng đã biết thì tại quê hương Nghĩa Đô này thì Sơn ghi hình cũng khá là nhiều để giới thiệu về những cái văn hóa du lịch ở Nghĩa Đô, cũng như là rất là nhiều thứ ở đây. Và bây giờ thì em Sơn xin kính mời tất cả quý vị cùng với em Sơn để chúng ta cùng đi trải nghiệm cái buổi khai mạc tại chợ đêm Nghĩa Đô này xem là như thế nào các bạn nhá. Các bạn ạ, đấy thì Sơn cũng có làm thêm một cái trò chơi để phục vụ bà con ở nơi đây. Thì như quý vị thấy ấy, thì Sơn làm thêm cái trò chơi là phi bóng bay và nhận thưởng gấu này. Thì bà con ở đây thì cũng đến chơi hội cũng rất là đông, và mọi người cũng đang giao lưu tham gia. Đó. Cái này rất là dễ chơi đúng không? Mục tiêu là sẽ lém lổ bóng là sẽ được gấu. 40.000 sẽ được 5 cái tiêu, mà lổ 4 bóng thì mình sẽ được gấu, và lổ 3 bóng mình sẽ được một cái móc khóa. Gấu to, gấu nhỏ ấy. Gấu nhỏ, còn gấu to thì nó lại có một cái giá khác ạ. Đấy, gấu to con ba. Bây giờ thì đã có một bạn thanh niên đang đến để ủng hộ cho gian hàng của Sơn rồi. Thấy chưa? Đấy. Hy vọng rằng là bạn này sẽ phi lổ đúng theo như chỉ tiêu nhá. 5 tiêu là sẽ lổ 4 bóng nhá. Em là lấy gấu nhỏ đúng không? Ok. Nào bắt đầu nào. 1. Nào cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. 1. 1 tiêu chỉ tính 1 bóng nhá. 1 bóng rồi. 1 bóng rồi. Nào tiếp tục nào. Ôi. Nào vẫn còn. Ôi, còn một cái nữa. Một cái nữa nào. Đó, thế là vẫn chưa đạt được chỉ tiêu. Thì bây giờ anh lại như này nhá. Để ưu tiên cho em 5 tiêu, bây giờ anh lại chỉ cần yêu cầu em lổ 3 bóng thôi. 5 tiêu lổ 3 bóng thôi. Lần trước em chơi là em bị thua rồi, vì là chỉ lổ được có 2 bóng, không đạt chỉ tiêu. Nhưng bây giờ thì 5 tiêu này thì anh lại chỉ cần yêu cầu em lổ 3 bóng thôi. Em vi làm sao phải chuẩn nhá. Phải chuẩn vào bóng á, đừng có vi ra ngoài. Ok, ai vi cũng được. Ai vi cũng được. Đấy, nào, bắt đầu nào, bạn gái. Rồi, tiêu chuẩn nào, một chuẩn nào. Ôi, còn 3 cái cuối cùng. Ôi. Ôi, thế nào? Vì 5 cái mà em chỉ lổ được có một bóng thì rất là buồn. Thôi, tặng em một cái móc khóa. Em nhặt một cái móc khóa đi. Cái móc khóa này là, đây như cái móc khóa này bên anh là bán 35.000 một cái. Nhưng mà cái này sẽ tặng cho mọi người. Đấy, em cứ nhặt đi, thích cái nào thì em nhặt cái đấy. Bây giờ thì Sơn đang có một tốp này. Mọi người thấy chưa? Sao chạy đi đâu hết đấy? Rõ ràng thì em vừa gọi thầy Sơn bây giờ lại cứ chạy đi. Đấy, các bạn nhỏ ở đây thì rất là gần gũi với mọi người, rất là yêu quý luôn. Đấy, bà nào cũng thế. Mọi người có nhận ra hai bà không ạ? Đây đây là bà nội bà ngoại của em Nghề này. Con chào hai bà nhá. Đây là gian hàng của bên văn hóa xã mình ạ? Hay là của gia đình mình bà? Của hợp tác xã. Vâng. Thì như quý vị và các bạn cũng đã xem những cái video trước ấy, thì Sơn cũng đã quay về rất là nhiều những cái nét văn hóa của người Tày Nghĩa Đô, cũng như là bà ngoại của em Nghề. Thì trong hôm tây của nhà ông bà thì Sơn đã quay rồi. Và hôm nay nữa thì là nhân dịp cái lễ hội cốm của Nghĩa Đô, thì ở đây là cũng có gian hàng của hợp tác xã. Và
chỗ bà của nghề thì cũng trưng bày ra đây, đại diện cho hợp tác xã trưng bày ra đây rất là nhiều những cái hàng thổ cẩm này cũng như là hàng đan lát của người dân tộc Tày đấy. Như quý vị thấy là đây có những chiếc khăn này cũng như là những chiếc làn, chiếc giỏ, rồi rất là nhiều thứ mà được mọi người đan lát thủ công thôi. Nó rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Thì không những ở ngoài cái gian hàng của hợp tác xã được hai bà của em nghề đại diện ra, thì ở bên trong hôm tây của nhà bà ngoại của nghề nữa, thì trong đó thì cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm cũng như là sản vật của người Tày được lưu truyền lại để làm những gọi là nó là những cái kỷ vật được. Đấy, còn thêm nữa ở dưới đây thì như quý vị thấy rằng là cũng là những cái sản vật địa phương. Thì đây là chai gì đây bà? À, mật ong. À, chai mật ong nhưng mà mượn vỏ bia. Mượn vỏ chai bia thôi. À đây các bạn này, cái bưởi này này lúc nãy thì Sơn cũng được ăn thử rồi thì cực kỳ là ngon luôn. Cái bưởi này là của nhà bà nội hay bà ngoại? Của bà ngoại. À của bà nội à. Đây bưởi của nhà bà nội nghề nha các bạn. Bưởi này thì cực kỳ là ngon luôn, vừa nãy Sơn được ăn thử rồi. Đó thì quanh một cái gian hàng của hợp tác xã địa phương của Nghĩa Đô thì như quý vị các bạn thấy đấy, có bà nội và bà ngoại của em nghề thì đại diện ra đây. À cái đúng rồi, hôm trước thì có thấy bà ngoại là đăng lên là cái này có thể là cắm hoa được, hoa và được cắm bút được đấy. Những cái giỏ bút này rất là đẹp này, quý vị thấy chưa, đây là được đan lát thủ công nhá, bằng những cái cây giang cây lứa lấy trên rừng về thôi. Thì mọi người thấy đấy, nếu mà ai có nhu cầu thì có thể liên hệ cho chỗ bà ngoại nghề được. Ở trên kênh thì có những cái video quay về hôm tây của nhà bà ngoại nghề và có cả số điện thoại ở trên đó rồi, mọi người có thể là lướt xem lại video và có thể chọn rất là nhiều những cái sản vật mà những hay là cũng như là hàng thổ cẩm, hàng đan lát của người Tày Nghĩa Đô các bạn nhé. Bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển đến sát gần sân khấu hơn để ghi hình ở trên này cho mọi người xem những cái làn điệu múa của người Tày Nghĩa Đô nhé. Đấy, mọi người có thể quan sát thấy là các chị em, người con gái Nghĩa Đô là đang có những cái điệu múa rất là tuyệt vời. Đây, bây giờ gần là phải nói là những điệu múa của những cô gái người Tày Nghĩa Đô thật là tuyệt vời đúng không quý vị? Đó, như quý vị thấy thì có những cái trang phục của người Tày nó đã đẹp rồi, cộng theo những cái điệu múa rất là tuyệt vời của các cô gái Nghĩa Đô nữa thì nó tô lên một cái nét gì đó phải nói là hết ý bài thơ đấy.
Buổi tối ngày hôm nay thì các gian hàng của các xã thì cũng chưa có những cái sản phẩm để trưng bày cụ thể hẳn mọi người ạ. Như mọi người quan sát thấy thì đây thì cũng có tên các gian hàng ở đây rồi, nhưng các gian hàng thì chưa đầy đủ những cái mặt hàng sản phẩm của địa phương. Thì ngày mai thì sẽ là hội chính, thì tất cả các gian hàng của các xã này sẽ có đầy đủ các sản vật địa phương sẽ được trưng bày ra đây các bạn ạ.